选择那票，选择那个运送票，就不白有到奥托街呢。这不用过有那么多来，这有那么来的过这，有那么长票，都那这过有么我这边那菜咯，都啥都那这过有哎，我往里输个一笔好钱，就是那这那这过那这过有么我这边那菜的，进步了。
cái block ấy mà cho bởi chơi tổng có khứ nhớ tới thế này. Thì mà đi chơi, thì mà lợi đó cầu hù, thì mà đi mất chẳng thế. Thì dùng ra dập block ấy mà cho về bởi chơi tổng có. Thank you.
rồi, chưa rồi, đúng rồi. Còn lấy chị cho mùi hưu đi được cho ông đi xưa. Chẳng lại nè, chẳng lại chưa hỏi vừa nó mới gặp lá nhiều kia là xưa. Chỗ khá này nó rất rõ cân cầu nó này đã phải dẫn được tay anh chị. Mình cũng rất rõ cân cầu này nhé. Cũng mới tôi phải chẳng lại rồi lúc tôi tìm lúc cũng mới chẳng lại thế đó chị lúc tôi thì cũng ra phải chơi cho hậu chế nè ở một cái hậu chế mà nó mới vỏ thế đó rồi đủ đủ chẳng nó thì dùng hết xong nó chạy đến bên nó nè.
cái này chỉ thương chè ạ. Mất xong rồi tay này cứ như bạn ô hồi chết thế nào. Lưu sẽ hồi nào về cái mua còn nó tay cái là ô trò hồ chế nữa này từ bỏ thì cũng còn nó có sẽ thêm mà lưu bỏ thế mua cái ký ta cho mày đi câu đây này. Cái cậu chúng nó sẽ mà lưu bỏ rồi, bỏ rồi chúng đi xuống rồi. Câu đây thì lưu bỏ. Tôi đây thích cho là xưa rồi. Ồ, có trong đánh bảo không ạ? Thực phải mà trong mình tôi sắp phải cho chỉ mua cho cái này. Nhưng mà có trong mà đắt thủ thì chúng ta. Đi cái đi trò chơi để bỏ cái chợ trong đá tuổi. Tôi kêu có đen gì thế này. Bữa nó đây ạ. Ừ, tôi nó thấy có cái hộp. Cái phê xe mà đi dân nó phê xe là phê xe chạy tiếng mầm bầu nè. Bởi ta ư hãy tìa tục cái vỏ đi xu cho nên mà đi vỏ này ta hạ ta xì. Yên xong là cho chạy yên xong cô tìa. Có mô hô kêu ok xứ. Thế là khá quá thế. Tôi xa này à? Ừ. Tôi biết là lực tờ này. Chị yên xong là chạy yên xong là tìa. Có mô hô ok kê chạy với thế là mô hô ok nè. Chỉ là mỗi tuần khánh đi xuống thôi thở đến đây chắc. Để khai xuyên ra bằng cách phá sốc lên. Phải xử dễ mà cho nó trò được cái nó chạy thế này. Thì nó cứ đi đi lại kia. Thế cho mình cái cách nó là đầu kia các cái này xem nào.
mua đồ qua tết tay cái này. Chạy là thế này, cô đầu bé tay râu thế này, kẹp bé cô nó chạy là xưa. Bye, bye, bye.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.